giờ sáng anh gọi em không nhấc máy, không một tin nhắn từ tối qua, không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức, hay đang ở một nơi rất xa. Có lẽ em đang vui bên người khác trong một vòng tay ấm áp. Có lẽ em đang say trong ngào xa, từng hương ghen như bùng cháy lên. Rồi thì anh ghen 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 mà tình đang yêu thôi 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 mà. Cho em yêu được trái tim anh, cứ phát tiền vì em mà thôi. Và anh cũng yêu anh, chỉ muốn đến bên anh.